chị ơi. Ôi, em vẫn chưa mua được đâu. Thì chị cũng đã mua được đâu. Em ơi, sự kiện nó hoành tráng như thế. Ừ đấy, lại còn có khi lại còn được gặp cả thần tượng nữa. Em ơi, em nghe mẹ thằng em hót lắm. Ừ, mà mẹ thằng bảo là sự kiện quan trọng người ta toàn mặc đầm đuôi cá thôi, chứ không mặc mấy cái đầm kiểu này đâu. Chứ làm sao bây giờ? Em ơi, lại còn mặc gì nhỉ? Đầm đuôi cá có vảy. Ừ, đầm có lông. Đầm có lông, đầm có vảy, xong rồi lại còn phải áo quay cúc ngực các kiểu. Hay là chị em làm mình làm bộ kiểu đầm dân tộc đi. Dân tộc à? Dân tộc gì? Đầm kiểu là đan tre ấy. À, có nghĩa là phá cách táo bạo đấy hả? Đúng rồi. Tôi không ai mặc mình đi. Hả? Được không vậy? Ồ, ai có cửa ấy? Gì đây? Chào bạn. Đây chính là thư mời tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Oppo, đó chính là Oppo F5. Trời ơi, hồi hộp quá. Nhìn đi, nhìn đi, chúng tôi có thư, có chữ này, có tên của từng người này. Đó, và bọn mình đã vừa bàn luận rất là sôi nổi về những chiếc đầm. Và không phải tự nhiên là bọn mình muốn đi mua đầm, mà bởi vì là chúng mình mới mua đầm để đi dự sự kiện. Đi dự sự kiện này thì phải có đầm. Bây giờ mở lời sẽ mở nhá. Cái Oppo nói là trong cái thư mời này có rất là nhiều kiểu điều bất ngờ ấy và hay ho. Oppo F5 reset giao diện mới. Ui, mặt lưng Oppo luôn. Alo, Yến à? Hạnh à? Đúng rồi, mua được đầm chưa? Đi thôi. Đi thôi. Màu đỏ này chắc là sẽ đẹp lắm đây. Thiết kế mới chắc là sẽ là một màu sắc mới trên Oppo F5. Còn reface giao diện mới chắc là sẽ thiết là kế mới. Ở cái mặt đầu tiên còn một chữ là đêm hội sắc đẹp hoàn vũ. Và bọn mình sẽ tham dự sự kiện đấy ở sân Nha Trang. Và ở Nha Trang thì đang tổ chức cái hội hoàn vũ. Hội hoàn vũ. Thật lắm. Ừ, đây là tí như là tối hôm đấy chị em mình sẽ được xem đấy. Thật lắm. Ôi, chân dài. Thôi, chuẩn bị xem hoa hậu rồi. Ăn mặc lộn lộn phải mua đầm. Và ngày mà bọn mình tham gia cái sự kiện này sẽ là ngày 4 tháng 11, tức là vào thứ bảy tuần này. Thế thì mới như nào nhỉ? Em thấy thì vẫn là những cạnh bo tròn với cả cái nút hôm ở đây. Khám phá không gian mới. Nghĩa là bây giờ mình sẽ bóc này ra đúng không? Bên trong sẽ có một không gian mới. Ui! Mặt chúng tôi! Ôi ơi! Trời ơi, Oppo có tâm thế, tại sao? Ui! Mà đâu có hỏi ảnh của bọn mình đâu nhở? Tại sao có tâm thế nhở? Tại sao lại chọn ảnh mà lại chọn ảnh có tâm thế nhở? Chọn ảnh cũng xinh ấy. Ảnh chúng tôi này. Nhận diện khuôn mặt thành công. Có nghĩa là trên Oppo F5 thì là có tính năng nhận diện khuôn mặt à? Giống trên iPhone X à? Wow. Và ra không gian mới là sao? À, mở đây ra. Là mất nút home à? À, có nghĩa là không gian mới nghĩa là bỏ nút home và bỏ một viền màn hình luôn. À, không có viền màn hình. Bỏ cả cái phần đen đen khai phá không gian mới đi. Wow. Tức là nó sẽ là một chiếc điện thoại không viền. Không viền và loại bỏ nút home luôn. Choang choảnh. Màu đỏ nữa. Cả miếng vân tay sẽ là mặt lưng. Wow. Xếp. AI selfie làm đẹp trí tuệ nhân tạo nghĩa là như nào hả anh? À, cái này hôm trước em có xem SNew của anh Thắng. À, tức là AI trí tuệ nhân tạo sẽ rất thông minh. Nhìn thấy mặt mình có điểm nào chưa đẹp sẽ sửa cho đẹp luôn. Đấy, tức là không cần phẫu thuật thẩm mỹ. Nghĩa là trước đây là chỉ có cà mịn này và đúng không? Kiểu sáng mịn đúng không? Bây giờ thì sẽ thấy mắt nhỏ cho to ra. Trời mắt ơi. Là bên đậu bên lướt thì sẽ cho bên đậu nó cũng to ra, lướt thì bên lướt. Mũi to thì cho mũi nhỏ lại. Mũi to thì mồm rộng thì cho mồm nhỏ lại. Ờ, nghĩa là không có phụ nữ xấu mà chỉ có Oppo. Không có Oppo F5. Đây là gì nhỉ? Đây là lịch trình của chị em mình đây này. Đâu đâu, ngày 4 tháng 11 năm 2017. Nhà hát Hoàn Vũ Diamond Bay, thành phố Nha Trang. Đúng rồi, em xem Hoàn Vũ, đây đúng là cái chỗ tổ chức của Hoàn Vũ rồi. Ờ, đúng rồi mà, trời ơi. Chị em mình sắp được gặp rồi. Sự kiện ra mắt sản phẩm là 9:30 sáng đón khách, 10:00 sự kiện ra mắt Oppo, 11:00 trải nghiệm Oppo F5. Bán kết là Hoàn Vũ. Bán kết luôn. Bán kết là lúc 18:00. Nghĩa là Oppo là nhà tài trợ cho chương trình Hoàn Vũ đúng không? Đúng rồi. Sơn Tùng là đại sứ thương hiệu của Oppo. Ồ, tức là hôm nay sẽ gặp Sơn Tùng. Ồ, mong là thế. Sơn Tùng. Trời ơi, này, chị em mình vừa được gặp Sơn Tùng ở nhà ghét tị chết mất. Sky ơi. Và có bạn nào ở Nha Trang thì hôm đấy chúng mình sẽ gặp nhau giao lưu nhỉ? Đúng rồi. Còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại các bạn ở Nha Trang với sắc đỏ của Oppo. Bọn mình sẽ làm rất nhiều thứ liên quan đến Oppo và cả không gian gì nữa đấy. Nên là các bạn nhớ đón xem và ủng hộ cho bọn mình nhá. Bye bye, cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Bye.